Bệnh viện Sản Nhân Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng 2, là cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến cao nhất về chuyên khoa của tỉnh An Giang. Bệnh viện Sản Nhân Giang là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động thường xuyên. Bệnh viện Sản Nhi được thành lập trên cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang từ năm 2015. Đến nay, bệnh viện có 450 giường kế hoạch với trên 500 nhân viên, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế xây dựng chiến lược phát triển chuyên ngành sản nhi trên toàn tỉnh. Từ ngày thành lập, được sự chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cấp, bệnh viện đã từng bước ổn định hoạt động và có nhiều bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Từ đầu tháng 4 năm 2022, bệnh viện đã chính thức đưa vào hoạt động khối sản 9 tầng 200 giường với cơ sở hiện đại đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngày càng cao của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận. Phòng bệnh nhân được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại với nhiều thiết bị, phương tiện nhằm tạo sự thoải mái, tiện nghi cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Khu dịch vụ được đầu tư cải tạo với đầy đủ tiện nghi phục vụ người bệnh. Phòng có TV, máy lạnh, tủ lạnh, nôi em bé, dịch vụ massage, xông hơi, giặt đồ, cung cấp sức ăn tại phòng bệnh cho bệnh nhân và người nhà.
viện đã khởi công khối nhi 200 giường trong quý 2 năm 2022 để đáp ứng nhu cầu khối nhi trong thời gian tới. Bệnh viện được Sở Y tế đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ trong công tác khám và điều trị bệnh như hệ thống máy siêu âm 4D hiện đại của Mỹ, máy phẫu thuật nội soi ống bụng, hệ thống nội soi tai mũi họng ở trẻ em, các thiết bị hồi sức cấp cứu hiện đại như máy thở cao tần, máy lọc máu, hệ thống phòng mổ hiện đại, phòng sanh đầy đủ phương tiện hiện đại để đảm bảo cuộc sanh an toàn, máy chụp nhũ ảnh, đo mật độ xương hiện đại. Bệnh viện chuẩn bị tiếp nhận rất nhiều trang thiết bị hiện đại vào cuối năm 2023 theo nguồn ODA với giá trị trên 500 tỷ đồng. Bệnh viện luôn chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ để có thể làm chủ được các trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại. Bệnh viện với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn sâu, có y đức, có thể tiếp nhận và cấp cứu thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, hiểm nghèo về chuyên khoa sản nhi trong toàn tỉnh. Trong những năm qua, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới như kỹ thuật đẻ không đau, theo dõi tim thai liên tục bằng máy để hạn chế trẻ ngạt sau sinh, phẫu thuật nội soi cắt tử cung, điều trị xa tạng chậu, xón tiểu ở phụ nữ, hiếm muộn, v.v. Với phương châm an toàn, thân thiện, bệnh viện vì dân, tập thể ban giám đốc và toàn thể nhân viên luôn luôn đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành sứ mệnh trên, xứng đáng là bệnh viện tuyến đầu trong tỉnh về lĩnh vực sản nhi.